Và giờ bắt đầu bị vẽ môn tiết. Trong ngày này chúng tôi bảo hành bị Stability Analyzing tích môn dương châu là State Space Representation. Dương mơ Second Order System dương này đã Stability bảo vệ cứ dương mơ từ lơ tại Homogeneous Solution này. Rồi Particular Solution vì sẽ lấy input. Bởi input dương constant, particular solution dương constant này. Tại homogeneous solution này chứ nâng define tha system dương stable được ọt. Chẳng chẳng đang stable, system stable được ọt dương mơ tờ lưu lambda 1, lambda 2 dương smart ấy kế. Dương xây làng với lambda 1, smart, đó, zeta omega n, bốc, omega n, cái root of zeta square độ mũi và miền là mũi bốc là mũi tiết độ chứng làm là thú sma độ zeta omega n độ omega n cái root of zeta square độ mũi anh ấy bớt sân nhầm cho omega n chỉ có ta room tiết này và dương mơ à pi ni dương nghi lambda thu dương nghi sưu cùng nọt đấy thả tao vì vị trí miền rồi ảo vị trí miền bờ sân chia dẹt ta bao dương đi dương như cần chữ bay cả này đại này lấy cả này tìm mũi cả này tìm mũi cứ dẹt ta và cả này tìm mũi dòng mày cái này thì mỗi cái này delta vị trí miền mà này là zeta bao dương cứ thông dương mũi và zeta thông dương mũi ở rư bao dương cứ real number và chứ thông dương mũi bao con chia thông dương số mình dạng này omega anh đang là thông dương số đấy nè dương bạch vậy thế chứ dương mơ lambda vốn lambda thu dương bạch lambda thu cứ chụp bán á đang tại à vị trí miền thế này cái đó anh này cái đó cho nên về lambda vốn ta lambda vốn như vậy nhưng anh hiện thao về a vị miền là hậu đề đấy về rồi thì về và lấy nhầm xe lambda vốn là vinh chạy mà nhầm giờ ôm ghé anh như ta rúm beta zeta độ zeta bộ square root of zeta square độ mùi là số ra tầm này nè dương hiện tha ảo vị trí miền là hầu đấy là zeta đang ở vị trí miền đấy nè chắc độ zeta ảo vị trí miền mà đấy còn tại bộ regre này zeta square độ muối này cứ vị trí miền trong vị trí miền bộ cái áo vị trí miền dương ở đằng này một trình xấu toàn smart cái này một trình xấu chết tao sai mà và đây dương hiện tha độ zeta này đồng này thì khác biết đang là thông gian đi lâu đấy dương hiện tha đấy, giờ hiện tha đấy, ba, giờ hiện, bố, bữa sân nhà mực nóng đấy, từ rừng cái này giải ta chính mất sao giải ta mà đấy này, hãy đọc bây giờ độ đi tranh tịnh vĩnh, rừng cái này viết đang là, năm nay thì khác là tu chiền đấy, chắc à độ đấy thông chiếc, à độ đấy năm nay thì khác thông chiếc chứ độ cái này đâu giờ mày, bây giờ, và chắc anh ấy đang là ảo vị trí miền chính đấy, và đấy nghe, ảo vị trí miền group giải ta group data thông chứng mũi này là dương giấy này group data thông chứng mũi này nhé mình sau đó máu ao ta giải ta dương mà thông chứng mũi này cứ system dương đang là stable lại thế này chẳng nói mọi system stable thế
Ba hai complete tận nhâm dây đá diệt đá pole bờ dưới cứ s nè poles s mà làm đào vón nè s vón mà làm đào vón hay s two mà làm đào thủ chẳng đôi được này nhưng vì phía nhưng vì phía mơ đá sinh nhà là bọn làm đào đôi được này này nè transfer function cái đó cả cái equation đi cái đó bà là như vừa cả này tp cả này tp giật ta dương giờ pi sâu từ mùi giật ta dương sâu từ mùi chân dương ban là làm đà vòn dương đi mà độ giật ta ôm ghé ấn bố chế ôm ghé ấn gà rút ốc mùi độ giật ta ở những giờ sạch ta mà mũi sẽ này mới toàn dễ được mà mũi này này những giờ toàn dễ được sạch ta mà mũi những giờ đi sang nhau sạch ta mà mũi này hay mà mũi chẳng làm đa vào dưỡng giờ mấy làm đa vào ăn dưỡng mà làm đa thú mà đó sạch ta ôm cái ăn chẳng xu thân ao với chim miên đấy ao với chim miên tiệt chẳng bảo vậy miền tiết nó mới system stable hay lên chạy làm vậy mới hai đấy còn là làm nào vào làm nào thu ao vậy miền nó mới system stable rồi có equation solution thì converge nè năng smart năng solution converge nhé đang đấy hai đấy rồi rồi bao nhiêu cứ miền phải con y phải con làm nào thi mới nhá ngay chẳng bớt sân lâm đa ao vị trí miến y xoay côn chùm nôn ao vị trí miến nế miến này thật y xoay côn chùm nôn ao vị trí miến mà xoay chá linh tài mềm đang xoay chá nghe y xoay côn chùm nôn ao vị trí miến hay bớt sân chùm nôn ao vị trí miến tùm lại khác biệt là thông tớ anh ấy biệt là tụi tớ mà nhạc chẳng vì mình converge tụi tớ khắc thật là sâu cho người chẳng bị converge nhá trẻ làng vinh chứ mà thầm khăn nhưng mưa lâm đa này và converge. Cái này thì bay zeta thông dương sốn tâu dương mùi chẳng làm đào vốn smile độ zeta omega ấn bộ j omega n square root of 1 minus zeta square mà nhanh ấy hay lambda 2 small đó zeta omega n đó j omega n square root of 1 và hay bây giờ dân dân xe solution nhưng khi nhận exponential bao dưỡng cứ miền đạp này bất đi thế anh ấy vì cho được không thể cao biết ai mà nhanh ấy anh ấy cho tôi còn miết ạ anh chàng dương mưu này bật ra bỏ lambda chẳng mấy nhỉ real of lambda 1 chẳng mấy ạ à, vô chí miền real part of lambda 2 có ạ vô chí miền này chàng system dương stable chàng sử dụng mau đồ rạp nào zeta thông dừng sâu thì system dừng stable hầu vậy nè ở đây zeta thông dừng sâu nó stable là còn là thay với ai miễn oscillation được gọi là phản ứng này nhé bước thì mọi người okay, list first order, second order, okay.
Alex xem ao ung thư hoa mùi dần ung thư hoa bao nhiêu cứ HIV bộ giật ta nhưng thôi giật ta nhưng giờ mà xôn trích prám mọi ôn gì anh nhưng mà giờ mà phí trang đi phí ếch bộ phí đốn giật ta mà mùi này ôn gì anh này bộ ôn gì anh square phi đông giật ta ôm ghé ăn sân giật ta sma gà lạc con nó sma mùi hai con ôm ghé ăn sma phí nhưng bạn phí ôm ghé ăn square nhưng bạn buồn chồng ô thở và hay như mà ưu thò mùi tiền ưu thò thì mùi hay là ưu thò thì phí sẽ điên khả năng này văn quản ấy đọ phí ếch đọt vĩnh bố buồn ấy mà xong hay mũi tiền ưu thọ thì bảy ưu thọ thì bảy ấy đót đỏ có bầu pì ấy đót đỏ buồn ấy mà xong à là gì mà bây cả này nè ta system là stable anh đã out stable bảo buồn một điện một điện thì buồn gì đó anh ấy còn đỏ anh ấy còn đỏ nè ta anh là class stable anh là class out stable mà là tìm mùi stable rồi gọi unstable. Nè. Là như bây giờ dương trong mưu tam là việc giải tam anh có bán. Rồi dương mưu tam là việc characteristic equation. Rồi bỏ characteristic equation tầm đó. Anh đi lambda bốn mà mà anh đi. พอบกสมาปีพอคุณสมาบุญโอ้อันนี้จะอยู่หรือไรนี่นะเข็มดูเลยแต่ไอ้สูงกึดหมออ่ะบ่าแล้วเข็มดูเลยสูงกึดเป็นปัญหาสูงกึดอัติมุ้ยมันประกอบด้วยสูงกึดอัติปีนะโอเคแล้วทอทาอันนี้ยิมดับบอยอันนี้ยิมดับปีเองให้อันนี้บอยอันนี้ยิมดับปีได้แล้วเป็นอันนี้ก็ดับด้วยกันนะบ่าแล้วยิมเมื่อสมัยการตีมุ้งเนี่ยลัมดาสแควร์โบกอยบอยลัมดาโบกอยปีสมาโซนลัมดามุ้ยสมัยđọ muối làm đà pi mà đọ pi thấy đấy chẳng stable được ăn stable và stable à thì pi và thì pi làm đà ấy là làm đà square ai giờ đọ món đó nè mười trên pi nâng món làm đà mà muối Sma pi. Chang sata vijimian. Ni abijimian nung pi. Ni vijimian nung pi. Chang ni unstable. Chang ni vinh. Và là tỷ bay. Tỷ bay delta sma bay gre đỏ bằng bốn bốn bột
và lấy như mơ pha bộ rứ ạ à, vì chỉ miền hay pha côn rứ ạ à, vì chỉ miền điện làm ta mỗi xa đọc bởi vì hè đấy làm ta mỗi mà đọc bởi vì hè ờ hà và muối làm ta cũng mà sâu bởi vì hè nè hà muối đi vì chỉ miền này hà muối đi ạ à, vì chỉ miền độ bay cho chả và mùi anh ấy với chị miền và lấy cho mày anh ấy ao với chị miền lấy mày và sài cho bạn lo miền này sài ăn stay bò phong stay bò phong vì mình đang miền tại miền ăn stay bò cứ ăn stay bò này dần ho là thẹn thẹn ai ăn miền đường nè lẹ phong ăn ấy phong này đấy và cho nên cứ unstable nhập lịch ăn này và lịch buồn làm đá ấy mà đỏ sâu lên tới 2 đồng mùi làm đá phí mà bay có biên 2 đồng mùi và miền là muối thì vị miền này đấy anh ấy ảo bị sôn cho hà và mùi và những khi ta miền là đấy ảo vị miền đi vị miền thì đấy chẳng cứ và unstable à lấy những gì sừng kê từ học này giờ mới là unstable đừng mạch hay là unstable đừng mạch giờ mới miền này giờ miền này đây chỉ khách dương mơ miền chúng nó bị xe dương chậm vào mà này dương mơ mới thế mơ mơ đang chậm vào đó đấy này nhảy luôn bà lẽ khan là ai step ball là lẽ khan từ ball một hot thời đại mấy con tung ngóng đang ball của tung họ và bây giờ đang được grade thứ bảy tu chỉ ball tung ngóng hay còn đang mình bắt cắt hai step ball liền thế đấy bây giờ grade thứ bảy là gì tập bắt ball tung ngóng đang là step ball rồi phải đấy chứ được grade thứ bảy đây được grade thứ bốn đây ao từ bên lịch trình sinh nhật độ là thằng nào muối bài thơ ấy cho anh thế đang là ăn step ball mỏ vì bây giờ cái ao như conclude đấy nào như tia vậy đấy tia giò mỏ năng và lên đo xem lại top và xong phải nhìn tí nhé JP state space representation sân và cả vị phía dương anh miền vị phía tam đặc biệt mũi tiền đại more systematic high handle higher order nghề gì mà và là nằm bay dương tiếp theo cho mũi năng method để dương phải gọi là equation khiêm lượng từ hó xâm ra từ second order đại sân okay. Và những hàng là state space representation nè, lấy khi trong tờ xe chi state space representation tranh pi system là dương miền sập nông sản, và lấy ưu thọ tim mũi ưu thọ nông sản ưu thọ system dương từ này đi, và lấy những hàng transform ODE to state space representation. Và chắc là dương recall equation dương lạng vinh sẵn second order ODE nữa. Double dot bo i p dong zeta omega n square bộ ở
Anh ấy đọc sẵn buộc ở omega n square x small omega n square có nói input u vì muốn nhầm hơi u vô này thì nhé bà là dân hai unity đó dân dây là standard form của bà nè anh ấy khi mà toàn bằng hai graph riêng riêng cho mấy em bây giờ nè là dân cho state space representation hay dân analyzation chấm dân cất rừng simulation phía gọi tiết bà là dân đâm bay transform nó chỉ state space bà dự khởi thì anh ấy cứ xem cái anh nhặt tại mũi tai order bao nhiêu mà bị nhé dự dự sự kết đó nè dự sự kết thì khởi thì mấy cái này one variable with second order with one variable second order with one variable và cho đến bây giờ đâu the state space và đâu the state space cứ first order với with từ man variable với nhau và p variable với và chứng state space cứ xong đại lớn anh này xong khan anh này nè first order chỉ lịch nhưng sẽ thứ mấy thời chỉ first order là hồ hay variable miền man miền này vì 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 miền được tám order bao hà differential equation như mình và đấy mà lấy những thứ mấy đồng bây từ lẽ order vẫn lấy khi cái lúc nhưng khi nào dùng ai phải p variable bạn này bởi p variable man trong miền này dương tan mà x1 cho small chúng ta chọn xe anh đi y vinh vậy mời bà xanh chúng xe y rùa bà chúng ta chọn xe anh đi y vinh nhé rùa anh chúng ta chọn x bỏ state space chẳng chúng ta xe anh đi y vinh anh đi y dot y và chỉ chắc này cũng mình lại khăn đám nữa nè như thế nào y 0 equal to 0 đó hả y rồi gọi như thế nào small y 0 vậy chứ hay y dot này 0 small v 0 như thế và chỉ là bường nè anh ấy chỉ position anh ấy chỉ là bường và ok lấy chúng ta x1 cứ small y hay x2 nhưng thật small a đâm mấy tỷ lệ order với đâm mấy tỷ lệ order nhưng cần mở x2 cua là small a à đây và x2 cứ small x dot vì bố ấy à ý cho lòng ở y y dot chứ mưa là nước như khinh đặng nhưng đắng ở ta à vài đập bọt đốt cho ba chia ở cho ba chia tập vài thu đốt đấy khơi nhé nhưng thôi bạn mà lồng đạp à thì mưa đó chẳng sự bay ca tim mũi đại dương anh cầm nọ bán the first equation cứ tụm lại tụm lớn rồi viếng à, x1 và x2 thì đem đồng với những cơ nhà ní màu vài đốt xua pin nước miền tụm lại tụm lớn rồi và miền cứ ý ghế x1 dot small x2 hay đập x2 dot dương x2 dot bên này thả bên này thả vài đập pi đo mình chẳng ấy bộ vài đập pi đo nhìn tì rồi chẳng bị gì vậy nhỉ vài đập pi đo small ấy nhiều rồi nhìn đi tao ăn thì pi vậy nhé cứ như small đo pi đo zeta omega n
Ok, chúng trong xe y đi môn này. Đó omega n square y đó ấy cái pi đó zeta omega n y dot anh nghĩ cái này pi zeta omega n biết ô phải bị lừa thằng này máu đấy ai cái tiếc chắc à standard form của những trăm phong một khơi khó đẹp thả khó còn một khơi khó ai dây ta mà khó tiếc lại đi xem trên đời sao hàng sản dẹp đấy cứ và và to máu xem chuyện nu à vài đi đào dương với nhỉ ấy vòn mình chẳng đó pi đó giờ ta ôm ghé ấn anh ấy đòi x thu vậy bố ôm ghé ấn square của nói unity mình chẳng là lấy nhầm chụp ở miền vai miền này vẹp pon đi nhầm xây ra thôi mày sát mỏ nè và nhầm xây sát mỏ nhầm xây giải vĩnh xây chỉ vĩnh tớ x vòn dot x thu dot smart và smile ghế dùng dùng ai xe này cứ anh ấy nhầm ai xe là 0 x 1 bộ gói x 2 hay là bên ấy nhầm ai xe là đó nó lại bắt square thế này ôm ghế n square x 1 bộ đó pi đón zeta ôm ghế n x 2 hay bàn cho bộ nhầm ai separate viên giải bàn đấy khiêm dọn đi sâu này khiêm dọn đi ôm gà n square hai bàn tỏa nhầm quân dù thi nơi hàng cao bình bàn đấy nhưng mà nhầm xe ra sân cho bàn này hắn này unity sâu hơn unity hai hạ khẩm đấy cứ unity chẳng nhầm xe làng bình mà xa tiết ở xa thì nâng tiết smart cho anh vốn anh thú nhưng mà anh độ tranh kéo cho bạn đấy để chứ nhưng sao là đi cái sau ôn mũi hay đi sao cái độ ôm gần n square hay độ pi đó ông giải tá ôm gần n và đấy hãy bố sốn ôm ghế ăn square có nói u thì và đấy và trong cái state space form gặp bất bình miền riêng và viết đại cái nọt máu nó cứ dương hai anh chị matrix A hay dương hai anh chị matrix B và dương led cần là những tăng x smart x1 x2 chẳng nó mới x dot smart x1 dot x2 dot mà đấy chẳng được bị một phần đấy nhưng ai sẽ làm với the final state space form và simple x dot smart ax plus bu nên chẳng a smart bằng này a smart bằng này b smart bằng này hay chẳng chỉ nói về top cơ như những dây riêng stability analysis ta cái việc stability stability nó tạo một bị mệnh mình
stable rồi unstable nhưng mơ từ lời ấy mình thế vì muốn nhưng mơ là ordinary PP ordinary differential equation nhưng mơ từ lời rước là bằng characteristic equation rồi bây giờ dịch Laplace nhưng mơ power là bằng Laplace transform rồi có power là bằng transform function thế cho nên về state space form miền matrix A B nhưng vĩnh dương mơ từ lưỡi ấy bạn đang làm visitor board đúng không? Được đấy. Và chỉ post stability nè how to analyze và question là be how to analyze let muốn nâng analyze stability box system chỉ riêng tu tới khi mà ông ta hỏi rằng những starting be simple example rằng example ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានសមីការ h1 dot ស្មើដល់ 2 h1 បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំមាន h2 dot ស្មើដល់ 3 h2 ឥឡូវខ្ញុំសួរយើងអស់គ្នាសិនយើងមើលសមីការទី1យើងមើលឃើញដឹងថាវា stable ទេយើងមើលដឹងវា stable ទេតើយើងដឹង solution របស់វា solution វាច្បាស់ជា what is homogeneous solution តែម្ដង h1 ច្បាស់ជាស្មើគេ c e ស្វ័យគុណដល់ pt មែនទេហើយបើនេះគឺអីគេនេះស្មើ c e ស្វ័យគុណដល់ 3t so stable អត់អ stable អានេះstable ប៉ុន្តែឡើយខ្ញុំចង់ទៅសេវាជា matrix form បើសិនខ្ញុំសេ matrix form h1 dot h2 dot ស្មើគេអានេះខ្ញុំអាចសេថា.2 h1 បូក0 h2 អានេះ0 h1 បូកដល់ហ៎ .3 យ៉ាដល់ 3h2 ហើយតោះមកខ្ញុំបែកសេជាចិញ្ចរៀង a គុណ x វិញដល់ពេលសេបែកចិញ្ចរៀង a គុណ x ហើយខ្ញុំបាត់អីហើយខ្ញុំបាត់អីបាទចានេះសល់អីគេដល់2 0 0ដល់3បាទចឹងយើងឃើញថាអានេះគឺរៀងវា ax dot ស្មើ ax plus bu ទៀតដែរតែ b យើងនេះស្មើ0មែនទេបាទអញ្ចឹង system នេះយើងឃើញថាយើងមើលដឹងថាវា stable បើសិនជា matrix A នេះ diagonal ហើយមានសញ្ញាដកស្រួលអានេះឃើញយ៉ាង diagonal ហើយឃើញដកទាំងអស់យេស្រួលថាមកដឹងថា stable ហើយមានទេចុះបើសិនជា b យើងខុសពី0ណាតោះមកហើយបើសិនជា b ខុសពី0ឧទាហរណ៍ថានេះយើងមានបូក1នៅនេះបូក1អញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាយើងបូក1 0ហើយគុណឲ្យu យើងតែយើង u នឹងស្មើ1ដែរទៅអញ្ចឹងអាផ្នែកនេះគឺ particular solution គឺ x យើងគឺស្មើ1ឬ2តែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេណាអាហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់រឿង stability ទេ stability យើងមើលតែ a នឹងដែរហើយព្រោះថា a ហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យមាននៅក្នុង intuition exponential នេះមែនទេអញ្ចឹងការ analysis
dương dương mưa là simple system hỏi mà dương chạm bật đánh tới system là complicated đi là ưu thơ thà khi vô Z smart matrix mùi bí độ mùi mùi con là ịch cho mà tìm mấy người sử dụng inverse mà tìm ở đây sử dụng inverse mà nè ok đã notation mà tìm sử dụng inverse và lấy đôi xa đo máu cái này dùng ạ và năng sân chất đấy còn nẹ lạc thôi tờ riêng lưu tờ bổ lỗ chẳng ngày nay viên năng chấp đam mình smoke smile đi hái chẳng nhằm rồi từ về cái đời điện mong tới đấy lực ngày nay gọi square sẽ được state space hay dùng bấm lại bị state space bị ordinary differential equation tam rồi biếp nè hay dùng mở đăng tha tao simple form by make để dùng mở đăng tha state space form như nó stable đấy những bạn bay chuyển loại thằng đấy không hàn về ngày nào อันนี้เยอะโดดจริงอันนี้เยอะไปยังโบกมวยนี่อันนี้ยังโบกมวยอยู่ปีนี่โอเค